cùng để mặt mộc quảng bá phim mới. Triệu Lệ Dĩnh 36 tuổi được khen, nhưng Dương Tử 31 tuổi lại nhận vật liệu xây dựng. Chênh lệch có 5 tuổi mà sao khác biệt hoàn toàn. Chẳng hẹn mà trùng, trong Tết Nguyên đán năm nay, màn ảnh rộng xứ Trung lại được chứng kiến màn đối đầu khốc liệt giữa hai nàng tiểu hoa lưu lượng đình đám. Một là Triệu Lệ Dĩnh trong Điều thứ 20 và một là Dương Tử ở Cay nóng hôi hổi. Rồi chẳng biết vô tình hay cố ý mà cả hai người đẹp này lại cùng để mặt mộc để quảng bá cho phim mới nữa chứ. Kết quả là họ cùng được đặt lên bàn cân, nhưng lại thu về những phản ứng khác biệt hoàn toàn đó. Triệu Lệ Dĩnh. Không hề quá lời khi nói Triệu Lệ Dĩnh là cái tên hot nhất đoàn phim Điều thứ 20, dù rằng cô chỉ là nữ phụ mà thôi. Chỉ riêng việc cô được hợp tác với Trương Nghệ Mưu trong một tác phẩm nghệ thuật là lưu lượng đứng giữa dàn diễn viên thực lực cũng đủ để chứng tỏ sức hút của Triệu Lệ Dĩnh rồi. Đâu chỉ thế, Triệu Lệ Dĩnh lần này còn đột phá bản thân khi hóa thành người mẹ cầm đó. Để có thể nhập vai tốt nhất, cô mất đến vài tháng để học thủ ngữ, tập sử dụng loại ngôn ngữ ký hiệu này trong cuộc sống để thuần thục hơn. Và điều đáng nể hơn cả là Triệu Lệ Dĩnh lên phim với nhan sắc mộc hoàn toàn, đến quần áo cũng toát lên vẻ lam lũ, chân chất. Nhờ thế mà những phân đoạn diễn xuất ngắn của cô đều chân thật vô cùng, khiến khán giả cảm thấy xúc động. Vì vai diễn, Triệu Lệ Dĩnh từ bỏ hình tượng phú bà Cbiz mà mình đã dày công xây dựng, nhận lời phỏng vấn với khuôn mặt mộc và tạo hình thôn phụ chân chất, thiếu đi Photoshop. Tất cả mọi người đều dễ dàng nhận ra dấu tích thời gian trên khuôn mặt sao nữ sinh năm 1987 này, bao gồm nếp nhăn nơi khóe mắt. Có thể thấy, ở tuổi 36, Triệu Lệ Dĩnh chấp nhận già đi theo thời gian, không cố chấp với việc níu giữ thanh xuân. Nhờ thế mà người ta mới nhận ra Triệu Lệ Dĩnh của hiện tại cực kỳ phù hợp với màn ảnh rộng, hay như dân trong nghề nhận xét thì cốt tướng của cô rất đẹp. Với ưu thế đó, dù Triệu Lệ Dĩnh có dừ thêm hàng chục tuổi thì sức hút của cô vẫn còn đó. Chỉ cần đừng trùng tu thì chắc chắn tương lai của người đẹp này sẽ cực kỳ sáng lạn. Dương Tử. Dương Tử là khách mời của bộ phim điện ảnh Cay nóng hôi hổi. Đây là tác phẩm tái hợp tiếp theo của Giả Linh và Trương Tiểu Phỉ sau thành công vang dội của Xin chào Lý Hoán Anh. Kết hợp với sự kiện Giả Linh giảm đến 100kg trong một năm để quay phim, dự án này chưa chiếu đã hot, hứa hẹn sẽ khuấy đảo màn ảnh rộng hoa ngữ trong dịp Tết Nguyên đán. Dương Tử dù chỉ là khách mời, nhưng với độ hot sẵn có, dĩ nhiên cô cũng được đoàn phim ưu ái, mời quay clip để quảng bá rồi. Không chỉ thế, cô còn chơi lớn khi ăn diện rất xuề xòa cho giống nhân vật trong phim, quyết để mặt mộc nhằm chứng minh cái tâm với nghề diễn của mình. Tuy nhiên, mặt mộc của Dương Tử lại không làm vừa lòng khán giả, bởi bất cứ ai cũng nhận ra dấu vết của thẩm mỹ trên khuôn mặt cô. Làn da căng thiếu tự nhiên, biểu cảm không quá hài hòa, rõ ràng Dương Tử đang chịu di chứng từ việc nhờ đến các chất làm đẹp. Nhiều người cũng tỏ ra e ngại, mới 31 tuổi mà trông Dương Tử đã như thế này rồi, không biết tầm 5 năm nữa thì cô sẽ thay đổi ra sao. Bởi nếu cứ phụ thuộc vào thẩm mỹ như vậy mãi, e rằng nhan sắc Dương Tử sẽ trồi sụt thất thường, diễn xuất mất tự nhiên, đường diễn cũng vì thế mà bị bó hẹp. Đặt Triệu Lệ Dĩnh 36 tuổi cạnh Dương Tử 31 tuổi, bất cứ ai cũng thấy rõ sự chênh lệch giữa họ. Nàng Triệu được khen nhan sắc tự nhiên già đi theo thời gian, nàng Dương ngược lại vì cố chấp với thẩm mỹ. Thế mới thấy, thẩm mỹ chỉ giúp sao nữ đẹp nhất thời chứ chẳng thể giúp họ phát triển bền vững được.